Wow, một chiếc bánh ngon quá. À, đây là dành cho các em mà. Ai vẽ tốt hơn thì sẽ được nó. Tuyệt. Đến lúc phải bắt đầu rồi. Tuyệt quá. Chúng ta sẽ cần bột màu đen cho đường viền. Và bây giờ thì á, sô-cô-la, tất cả những thứ còn lại. Không, sô-cô-la tốt hơn. Thời gian hết rồi. Hết rồi sao? Ôi, chúng ta hãy cho lên đĩa đi nào. Thôi được rồi, ok. Ê, chúng ta được có rồi này. Ồ, các em làm tốt lắm, cả hai em cùng thắng. Yeah, tuyệt quá. Ồ, cảm ơn ạ. Ừ, tốt lắm. Nhìn này, tớ có con rơi. Tớ thì có những hình trái tim và những con này, ngon quá. Tuyệt. Quản tù tì. Mình thắng rồi. Wow. Ôi, trời ạ, à, Pikachu bay sao? Đúng rồi, đây là giải thưởng mới của các em. Các em có thể lấy được nếu em vẽ tốt. Đừng có nghĩ đến chuyện đấy. Chúng ta sẽ xem thôi. Mình cần phải thắng. Ôi. Đấy, chẳng lẽ của cậu ấy tốt hơn sao? Thôi được rồi, tớ hiểu rồi. Nhưng mà cái đấy không được đâu. Nào, chúng ta cần nghĩ ra cái gì đó. Ôi không. Các em ơi, hết giờ rồi. Trời ơi, không. Ôi, coi nhìn Pikachu của em này. Em cô có thích không? Tuyệt lắm, Manit. Wednesday cho cô xem bản vẽ nào. Cô có chắc chắn là cô muốn cái đó không? Đây, của cô. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Người chiến thắng là Enid. Hoan hô, tớ luôn mơ mơ về cách Pikachu. Tất nhiên là của em rồi. Em cảm ơn ạ. Bay thôi nào anh bạn. Không ở đây. Hay đấy. Lấy đi. Ôi, tại cậu đấy nhá. Các em hãy xem cô có gì này. Wow, đáng yêu quá. Nào, các em bắt đầu đi. Thôi được rồi. Ôi, trông ổn đấy chứ. Tuyệt lắm. Và thêm màu xanh nữa. Ôi, nhưng mình đã xong rồi. Xem Enid làm gì nhá. Ôi, cái con này của mình sẽ đáng yêu nhất. Thinh, nào chúng ta hãy chơi khăm một chút nào. Thế Enid, cậu làm gì vậy? Cậu đã tắt bếp chưa? Ồ, ổn đấy. Cái gì cơ? Hết thời gian rồi kìa. Ừ, thời gian hết rồi. Tuyệt lắm. Đây là con của em. Của Enid thì sao? Đây là... Ôi trời, đau một chút. Ôi không. Ôi trời ạ. Không được rồi. Ôi, như này không được đâu. Wednesday đã thắng rồi nhá. Yeah, tuyệt lắm. Bây giờ em sẽ được con tắc kè hoa này. Tuyệt. Nó hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của em. Tuyệt lắm. Yeah, vòng mới. Hãy vẽ một chiếc váy nhá. Bắt đầu thôi nào. Wow, trời ạ, à, thật là đẹp. Một chiếc váy khủng khiếp, mình sẽ không vẽ nó. Mình sẽ đọc. Thôi nào Wednesday, cậu thật là... Thôi được rồi, mình vẫn sẽ vẽ nó thôi. Cái gì vậy Thinh? Thôi, đừng có mà cố làm. Thinh. Thôi, tớ không quan tâm đâu, cậu làm gì thì làm. Ôi, màu hồng này chắc chắn là cái thứ mình cần rồi. Nào, hết thời gian rồi, cho cô xem nào. Dạ vâng ạ. Ôi, cô không thích nó đâu. Tại sao? Gì? Nào, thế còn đây là gì?
Wow, cái này tuyệt lắm. Wednesday thắng rồi. Cái gì? Không, không, không. Cái này là của em. Đây, nhận lấy đi. Trời ạ, thật là đáng sợ. Mình không chịu được nó đâu. Ôi, một chiếc bánh pizza thật là tuyệt vời. Đây là dành cho các em. Wow, mùi thật là thơm. Nào, các em bắt đầu thôi. Ôi, mình rất là thích pizza nhá. Nào, bắt đầu thôi. Bây giờ thì hãy xem như nào nhá. Yeah, tuyệt vời. Nào, xem nhá. Tuyệt chưa? Wednesday, cậu có gì vậy? Tớ muốn xem cậu sẽ vẽ cái gì. Sau đó mình sẽ vẽ một cái này hay hơn. Đầu tiên mình sẽ vẽ bánh trước. Sau đó mình sẽ vẽ những cái viền này. Bây giờ thì mình sẽ làm cái này ra nhá. Hoàn hảo. Ôi, thế này thôi sao? Tất nhiên là không rồi. Tớ sẽ vẽ những cái này khác nhau nữa. Một vài miếng cà chua. Thêm một đồ xanh. Thôi được rồi các em, cho cô xem nào. Tuyệt lắm. Đấy. Một chiếc bánh pizza không có gì sao? Từ từ đã. Cô vẫn chưa xem hết đâu. Đây là pizza của em. Cô thấy chưa? Wow. Ừ, đúng rồi. Vậy thì cô sẽ đưa chuyển sang Wednesday nhé. Chúc mừng em. Tớ cũng muốn bánh pizza mà. Tớ rất là yêu bánh pizza. Tuyệt quá. Tớ cũng muốn mà. Ồ, tớ cũng có một miếng mà. Cái này cũng rất là ngon nhá. En Parara. Wow, một chiếc váy thật là đẹp. Tớ muốn mua nó. Ôi, nhưng mà tớ không có một đồng nào. Lily, một người như cậu không cần những bộ váy đắt tiền như vậy đâu. Nhưng tớ thì có rất là nhiều tiền. Và tớ sẽ tiêu nó để mua chiếc váy này. Và nó đây rồi. Mời bạn. Cảm ơn rất nhiều. Chúc bạn vui vẻ nhá. Xin lỗi cô. Ôi. Oh wow. Cái này cho tớ sao? Cả một đống tiền. Đừng nhanh như vậy. Đi theo tớ. Oh no, tớ sẽ trở nên giàu có. Ê, bạn ấy đang nói gì vậy? Tớ phải tìm hiểu thôi. Dừng lại. Trước khi đi tiếp, bà phải đeo mặt nạ vào. Thôi được rồi, ok. Đi thôi. Ôi, bây giờ không nhìn thấy gì cả. Mila, hãy cẩn thận. Ôi, tường. Ôi, chúng ta đang ở đâu vậy? Nhìn kìa, thời gian bắt đầu rồi. Và điều đó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là tớ sẽ thắng các bạn trong mọi cuộc thi. Cả thể lũ cuộc. Tất cả những gì cần làm là bước qua khúc gỗ. Ôi, có vẻ như không dễ dàng như vậy đâu. Thôi được rồi, tớ chắc chắn có thể làm được. Tớ sẽ làm một bước thật là lớn. Ôi. Ôi, xấu hổ quá. Ôi, thật là đáng yêu. Đầy màu sắc luôn. Chúng ta cần nhanh khỏi đây thôi. Mano, tớ đã làm được rồi. Ôi Alex, làm chúng tớ buồn cười quá. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ nhá. Cần phải đi rất chậm để giữ thăng bằng. Ôi, ôi, ở đây không ổn định chút nào. Tớ ngã mất. Ôi, không, không. Ôi, may quá, tớ vẫn bắt bám được. Tớ sẽ về như thế này vậy. Ôi, thật là đáng sợ. Ôi, nhìn tôi đã thấy sợ rồi. Ôi, ngồi như này di chuyển dễ hơn này. Xin chúc mừng Vita. Ôi, làm nào để tớ vượt qua được khúc gỗ này nhỉ? À, phát minh, tớ cần gọt cái đôi giữa này đi. Bạn ấy đang làm gì vậy? Bây giờ thì cái này rất là nhọn và mỏng. Chắc chắn sẽ không thể ngã được đâu. Oh wow, Mia đang làm rất tốt. Còn lại bước cuối cùng. Yeah, tớ đã làm được rồi. À, tớ nghĩ ra rồi. Tớ cũng có thể làm được cái này. Nhưng mà nếu mà chọc cái này thì chắc chắn cũng có thể làm được giống như của Mila vậy. Bây giờ
Tớ sẵn sàng đi rồi. Ồ, cũng được này. Lily, cẩn thận, cẩn thận. Oh no. Yeah, tớ làm được rồi. Chúng ta đã thành công. Ôi. Ôi, chúng ta đang ở đâu đấy? Có vẻ như bài tiếp theo. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tớ không biết. Ồ, trời ạ, sắp thì đập vào mục tiêu. Ác mộng kêu. À, bình tĩnh các bạn, tớ có giải quyết những bóng này. Hay xem phải né như nào. Đấy. Vita, cậu có thể cẩn thận hơn không? Tớ không nhìn thấy gì cả. Trời ạ, kính tớ đâu rồi? À, tớ biết rồi, tớ có thể nhảy. Như này chắc chắn tớ sẽ không bị đập vào. Ôi, thế tớ phải làm gì bây giờ? Trời ạ, tớ đang tránh tất cả. Mọi người đang làm rất tốt đấy. Ôi, đừng nói nữa Alex. À, tớ có một kế hoạch tuyệt vời. Alex, để lại đây chỉ một chút thôi. Được rồi. Ôi, những chàng trai. Sang trái. Bên phải, làm tốt lắm. Ôi, kính của tớ đây rồi. Và cuối cùng thời gian đã hết rồi. Cái gì? Trời ạ, tớ bị bẩn sao? Ôi, trời ạ, tệ quá. Tớ bẩn hết rồi, trời ơi. Ôi, trời ơi, bây giờ tớ lại màu xanh rồi. Tớ sẽ không bao giờ làm sạch được. Ôi, nhìn này, Alex cũng đi rồi. Ác mộng thật đấy. Hình như là đây là vòng mới. Eo ơi, thật là kinh tởm. Nó đang di chuyển. Tất nhiên là những con run, nhưng để giành chiến thắng sẽ phải ăn hết cùng đến cuối cùng. Và tớ đã sẵn sàng. Nếu Lily làm được thì tớ cũng có thể làm được. Phải nhìn quyết đoán và thái độ nghiêm túc. Đây là công thức chiến thắng của tớ. Điều chính là không được dừng lại. Và hãy tưởng tượng rằng đang ăn Nesquik chứ không phải là run. Thôi được rồi, tớ sẽ phải làm thôi. Ôi, thật là ghê tởm. Tớ ghét những con run này. Ôi, chúng thật là ghê tởm. Tớ không thể tin rằng tớ đang làm điều này. Ồ, Vita và Lily sắp xong rồi. Ôi, cần phải làm một cái gì đó. Tớ đã nghĩ tớ làm được gì rồi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì mà cù đang đằng sau lưng tớ này? Ôi, nhảy đi, nhảy đi. Cậu sẽ sớm thấy rằng con run ở trong đã được thêm vào đĩa của cậu. Ôi, không thể nào. Trời ạ, tớ đã ăn hết rồi mà. Lily, bây giờ cậu sẽ ăn đòn đấy. Ôi, hết giờ rồi. Ôi, hết rồi. Cái gì? Trời ạ, của tớ nhiều hơn sao? Không, không, tớ sẽ không muốn đâu. Ôi không, tớ đã thua rồi. Trời ơi, cứu tớ với. Tớ muốn tiếp tục. Ôi, đó chưa phải tất cả sao? Ồ, có rẻ phải không rồi. Tớ biết tớ phải làm gì rồi. Đổ tay đôi. Tớ sẽ không thua đâu. Về bất cứ điều gì. Này, nhà lấy đi. Ôi. À. Ồ, trời ạ, mình đập nhanh quá. Yeah, bye bye, tớ thắng rồi. Ôi không. Đừng có như vậy. Hãy chuẩn bị đi. Cuộc chiến này đã đạt đến một cấp độ karate mới rồi. Tấn công đi. Dễ dàng thôi. Và người mạnh nhất sẽ thắng thôi nhá. Nhận lấy đi. À, Lily, nhắm mắt cũng không đánh được tớ đâu. Hãy chuẩn bị đi. Ôi, trời ạ, đó là fatality rồi. Kỳ vời. Yeah, tớ thắng rồi, không thể tin được. Còn đây là giải thưởng của bạn. Giải thưởng của tớ sao? Đưa nó đây. Bây giờ cuối cùng tớ có thể mua một chiếc váy đẹp rồi. Đây tiền đây. Hãy đưa chiếc váy cho tớ nhá. Chờ một chút. Đấy, nó rất hợp với bạn đấy. Cậu thật là hoàn hảo luôn. Tớ đã mơ về điều này cả đời luôn.